Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là cơn bão số 2 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, mưa dông lớn vẫn tiếp diễn trên khu vực Bắc Bộ do giải hội tụ nhiệt đới còn duy trì. Nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm cả đợt. Khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to, trong khoảng từ 200 đến 350mm cả đợt, có nơi trên 400mm. Người dân khu vực cần hết sức cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất. Bão tan, nhiệt độ trên toàn khu vực cũng theo đà tăng dần, dao động xung quanh ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Thời tiết vẫn duy trì trạng thái dịu mát. Không nằm ngoài xu thế thời tiết đó, thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện bất chợt trong ngày, nên quý vị cần mang theo các vật dụng che mưa như là ô dù, áo mưa để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Nhiệt độ cao nhất sẽ chỉ dao động quanh ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Nhìn chung là thời tiết trở nên mát dịu. Đến tối và đêm nhiệt tiếp tục giảm, chỉ còn từ 27 đến 28 độ. Đến với thời tiết khu vực Trung Bộ, áp thấp suy yếu, mưa tại đây sẽ giảm nhanh, chỉ còn tập trung tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Vì thế, nhiệt độ cũng có sự thay đổi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào cho tới khu vực Bình Thuận, mưa dông rải rác vẫn xảy ra vào chiều tối và đêm nay. Trưa chiều, mưa nắng đan xen với mức nhiệt độ ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Cụ thể, tại Đà Nẵng, trời có mưa rào nhẹ gián đoạn, nhiệt độ trưa chiều dao động trong ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Về ban đêm, nhiệt độ giảm xuống, chỉ trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Nhìn chung, kiểu thời tiết này cũng không gây trở ngại nhiều cho mọi sinh hoạt cũng như hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, với dịch COVID đang bùng phát tại nơi đây, thì quý vị cũng nên tự bảo vệ bản thân và hạn chế các hoạt động nơi đông người. Xuôi xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dù bão số 2 đã tan nhưng gió mùa Tây Nam thì vẫn hoạt động với cường độ mạnh. Vì vậy, trong đêm nay, khu vực vẫn có mưa nhiều nơi và dự báo đợt mưa này ở miền Nam sẽ còn kéo dài liên tục đến tận ngày mùng 5 tháng 8. Trong đó, khu vực mưa vừa có nơi mưa to lại tập trung ở các tỉnh Nam Bộ với lượng mưa trung bình ngày trong khoảng từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to trên 50mm. Cùng chung kiểu thời tiết đó nên tại thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày đôi lúc là hửng nắng, chiều tối mưa dông mạnh. Mức nhiệt cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Về chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông nhiều hơn, có nơi mưa dông mạnh, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh khá nguy hiểm. Do vậy, quý vị khi đi vào vùng mây dông mạnh cần chú ý phòng tránh để không xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống ngưỡng từ 25 cho tới 27. Tuy nhiên, trong hôm nay, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của một giải hội tụ nhiệt đới vắt qua với những đám mây đối lưu, gây mưa dông còn khá mạnh. Nhận định khả năng mưa còn kéo dài ở khu vực Bắc Bộ trong vài ngày tới, vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi, dễ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khá nguy hiểm. Người dân cần chú ý đề phòng. Do mưa kéo dài nên nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ cũng chỉ duy trì với mức nhiệt cao nhất trong ngày vào khoảng từ 27 đến 30 độ. Bão đã suy yếu hẳn thì cường độ mưa sẽ giảm nhanh ở các tỉnh thành miền Trung. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa giảm nhanh nên nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng tăng mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Nam của miền Trung, từ Đà Nẵng trở vào cho tới khu vực Bình Thuận, chủ yếu xảy ra mưa dông diện rải rác vào chiều tối và đêm. Ban ngày ở khu vực này, cục bộ có mưa vài nơi, xen kẽ có nắng nhẹ, với mức nhiệt độ ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm qua, hoạt động của gió mùa Tây Nam vẫn còn mạnh nên duy trì mưa dông trên diện rộng. Nhiều điểm xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Sang đến ngày hôm nay, dự báo gió mùa Tây Nam có cường độ suy giảm dần nên mưa cũng sẽ có xu hướng giảm. Tuy vậy, về chiều tối và tối vẫn cần đề phòng có mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét và gió giật nguy hiểm. Nền nhiệt độ ở hai khu vực này cũng sẽ tăng dần. Ban ngày mưa gián đoạn và xen kẽ có nắng vừa phải, với nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ và tại khu vực Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội sang đến ngày hôm nay, mưa đã giảm đi đáng kể so với đêm qua. Tuy nhiên, trời vẫn còn nhiều mây nên nhiệt độ sáng nay vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng từ 26 đến 28 độ. Khả năng không còn có mưa to và gió mạnh, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện mưa. Mưa sẽ gián đoạn hơn nên quý vị cũng cần chú ý mang theo các vật dụng che mưa như là ô dù, áo mưa để tránh bị ướt và ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhiệt độ trong ngày hôm nay được dự báo ở đây cũng sẽ chỉ dao động quanh ngưỡng từ 29 đến 30 độ. Thành phố Việt Trì cũng nằm trong xu thế thời tiết chung với thủ đô Hà Nội. Do vậy, sang ngày hôm nay mưa không kéo dài liên tục nhưng trời vẫn nhiều mây và nhiệt độ cũng chưa thể tăng ngay.
Mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến vào khoảng từ 28 đến 30 độ. Về ban đêm, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Vào đến thành phố biển Đà Nẵng, nằm trong khu vực giữa miền Trung. Trong ngày hôm nay, thời tiết tại đây có mưa gián đoạn trong ngày, nhưng cũng chỉ là mưa rào nhẹ. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay dao động trong ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Về ban đêm, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Nhìn chung, kiểu thời tiết này cũng không gây trở ngại nhiều cho mọi sinh hoạt cũng như hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, với dịch COVID-19 đang bùng phát tại nơi đây, thì quý vị cũng nên chủ động tự bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách tuân thủ quy định về giãn cách xã hội. Đến với thành phố biển Nha Trang do nằm ở khu vực phía nam miền Trung. Tuy hoạt động của gió mùa Tây Nam tác động không nhiều đến khu vực này, nhưng cũng có phần khiến cho mưa dông dễ xuất hiện vào buổi chiều tối và tối. Ban ngày ở nơi đây trời nhiều mây, xen kẽ có lúc mây giảm, trời nắng nhẹ, với mức nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 32 độ, cùng bầu không khí khá dễ chịu và trong lành. Thành phố Đà Lạt thuộc vùng núi Tây Nguyên đang trong thời kỳ mùa mưa. Hoạt động của gió mùa Tây Nam vẫn là tác nhân chính gây ra mưa dông kéo dài trong nhiều ngày qua. Sang đến ngày hôm nay, hoạt động của gió mùa Tây Nam cũng suy giảm dần nên mưa cũng giảm. Ban ngày mưa gián đoạn nhưng về chiều tối, mưa vẫn xuất hiện nhiều, cục bộ có nơi có mưa dông mạnh, kèm theo tố lốc và gió giật nguy hiểm nên người dân cần chú ý đề phòng. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố này phổ biến ở ngưỡng từ 21 đến 23 độ. Đặc biệt về đêm ban đêm, nhiệt độ vẫn giảm thấp xuống ngưỡng từ 16 đến 18 độ nên trời còn rét. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày hôm nay đến với thành phố Hồ Chí Minh. Sang đến ngày hôm nay mưa cũng giảm hơn so với những ngày qua. Ban ngày có mưa gián đoạn và xen kẽ, trời có lúc có nắng nhẹ nên mức nhiệt ban trưa tăng lên ngưỡng cao từ 31 đến 33 độ. Về chiều tối và đêm, có thể xuất hiện mưa dông nhiều hơn, có nơi mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh khá nguy hiểm. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống ngưỡng từ 25 đến 27 độ, trời dịu mát.